Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất, sáng ngày mùng 3 tháng 8 năm 2020. Các bạn xem video, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh, đồng thời nhấn hình quả chuông để nhận được thông báo về những video mới mỗi khi kênh phát hành. Xin cảm ơn các bạn. Sau đây là nội dung của bản tin. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng hôm nay ngày mùng 3 tháng 8 năm 2020 dự báo giá vàng sẽ điều chỉnh tăng mạnh do áp lực chốt lời. Cuộc khảo sát vàng tuần này của Kitco News cho thấy, kỳ vọng giá vàng tăng đã giảm, thay bằng dự báo khả năng giá vàng sẽ điều chỉnh do áp lực chốt lời, trước khi có thể chạm mức 2.000 USD trên ounce. Giá vàng lúc 7 giờ hôm nay ngày mùng 3 tháng 8 năm 2020. Giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1.981,10 USD trên ounce. Nhu cầu trú ẩn an toàn đã thúc đẩy nhà đầu tư tìm tới vàng, trong khi một kênh từng cạnh tranh mạnh mẽ với kim loại quý này là đồng USD lại đang chìm xuống. Tính trung cả tuần vừa qua, giá vàng thế giới đã tăng 4,7%. Còn trong cả tháng 7, giá vàng đã tăng 10,3%. Vàng đã tăng giá gần 30% kể từ đầu năm tới nay, nhờ sự thúc đẩy từ môi trường lãi suất thấp trên toàn cầu, cùng các biện pháp kích thích từ các ngân hàng trung ương. Câu hỏi đặt ra là, giá vàng thế giới liệu có vượt 2.000 USD trên ounce trong tuần này, sau những thăng hoa vừa đạt được? Báo cáo mới vừa được công bố cho thấy, GDP của khu vực đồng tiền Trung châu Âu, Eurozone, đã giảm 12,1% trong quý 2. GDP của nền kinh tế số 1 Đức giảm 10,1%, Ý giảm 12,4%, Pháp giảm 13,8%, Tây Ban Nha giảm tới 18,5%, trong đó nguyên nhân chính ảnh hưởng dịch COVID-19. Kinh tế khó khăn, buộc các quốc gia này đưa ra những gói kích thích kinh tế, và đó chính là mồi lửa cho giá vàng tăng. Tuy nhiên, cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy kỳ vọng giá vàng tăng đã giảm xuống, thay vào đó dự báo về khả năng giá vàng sẽ điều chỉnh do áp lực chốt lời trước khi có thể chạm đến ngưỡng 2.000 USD trên ounce. Thêm vào đó, do giá vàng thế giới liên tục tăng trong thời gian qua, khiến vàng rơi vào tình trạng quá mua khi ngân hàng trung ương nhiều quốc gia và các quỹ đầu tư đua nhau đổ vốn vào vàng. Do vậy, rủi ro càng tăng cao khi các tổ chức này đồng loạt chốt lời. Mốc 2.000 USD trên ounce trở thành ngưỡng quá nhạy cảm của vàng trong thời điểm hiện nay. Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng trong nước chiều bán ra ở sát ngưỡng 58 triệu đồng trên lượng. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng SJC ở mức 56,63 triệu đồng trên lượng chiều mua vào và bán ra ở mức là 57,93 triệu đồng trên lượng. Còn tại Hà Nội, giá vàng SJC niêm yết ở mức 56,63 triệu mua vào. Ở chiều bán ra, đã chạm mốc là 57,95 triệu đồng trên lượng. Chênh lệch giữa mua vào và bán ra là 1.300.000 đồng trên lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tại Hồ Chí Minh thì niêm yết ở mức 56,40 triệu đồng trên lượng ở chiều mua vào và 57,60 triệu đồng trên lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua vào bán ra là 1.200.000 đồng trên lượng. Tại Doji Hà Nội mua vào mức 56,41 triệu đồng trên lượng và 57,48 triệu đồng trên lượng chiều bán ra. Biên độ chênh lệch giữa mua và bán là 1.070.000 đồng trên lượng. Tại PNG Hà Nội và PNG Thành phố Hồ Chí Minh đều niêm yết giá vàng ở chiều mua vào là 56,50 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 57,70 triệu đồng trên lượng. Chênh lệch giữa mua và bán là 1.200.000 đồng trên lượng. Tại Phú Quý SJC, giá vàng mua vào ở mức là 56,60 triệu đồng trên lượng, bán ra 57,60 triệu đồng trên lượng. Biên độ giữa mua vào và bán ra là 1 triệu đồng trên lượng. Tại tổ chức Mi Hồng, giá vàng được niêm yết chiều mua vào ở mức là 56,90 triệu đồng trên lượng, bán ra là 57,50 triệu đồng trên lượng. Giảm 150.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng trên lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua vào bán ra là 600.000 đồng trên lượng. Tại doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu, giá vàng được mua vào ở mức là 56,65 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 57,60 triệu đồng trên lượng, giữ nguyên chiều mua và giảm 50.000 đồng trên lượng chiều bán ra. Biên độ giữa mua vào và bán ra là 950.000 đồng trên lượng. Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước sẽ bật tăng mạnh theo đà tăng của giá vàng thế giới. Chúng tôi sẽ cập nhật cụ thể và gửi đến các bạn trong bản tin trưa nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.